Xin mời toàn thể bà con cô bác cùng thưởng thức một trích đoạn vở cải lương Người tình trên chiến trận do hai nghệ sĩ Thành Phê và Ngọc Đợi. Một tràng pháo tay chào đón cho Thành Phê và Ngọc Đợi. A Khắc Thiên Kiều, A Khắc Du Sa, em làm sao? Tại sao em lại khóc? Người ta đã đi rồi. Người ta đã đi rồi, nhưng họ là ai? Tại sao em lại khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã thương một người xa lạ. Thôi hết rồi. Akachusa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây còn gì nữa đâu để giữ kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời nhắc chiều trong lứa tuổi còn thơ ấu hồn nhiều, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơ. Từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn lặng trăm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sầu nhiều, thì cũng như anh em là kẻ ngày chính phạt. Vào hiểm ra nguy chưa bao giờ khiếp sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn nắng mây trôi, lòng còn sắt xa buồn, lòng dùng tư kéo mềm yêu. Chú Sơn, anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ, thì chắc là anh hiểu được lòng em. Em chẳng muốn bỏ yên cương rời xa đau kiếm, xóa tóc mây tô mắt môi hồng. Thiên Kiều, có phải em và người đó đã hẹn thề nguyện? Không, người ta vẫn lạnh lùng và xem em như là kẻ lạ người xa. Thiên Kiều ơi, kẻ mình yêu mà lại gần gũi tất gian mà những giảng lý quan sát, tình cảm đến nên tình đành tuyệt vọng. Tóc mây hoàng hoài bay đau giấc lòng, như lòng em đang bắt đầu tơi bời. Thiên Kiều ơi, chiều nãy bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất
mất một cái gì yêu quý. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người xây nấm mộ cho anh? À các chú Sa, anh vừa nói gì? Thiên Kiều, anh không thể tiếp tục che giấu em được. Anh sẽ nói là anh đã yêu em. Trời, à thật chú Sa, tại sao lại yêu em ruột của mình? Anh điên rồi, anh điên rồi phải không? Phải, anh đã điên vì mười mấy năm nay. Anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói, để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả. Khi em dẫm chân lên bôi xóa một thiên đường, giấc mơ xưa giờ chỉ còn lại đống tro tàn. Anh không biết phải nói làm gì hơn nữa, nên chỉ cầu mong cho mình được chết một lần. Trời ơi, lúc võ tướng Chiêu Hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ lễ gì. Anh nói ra đây với tất cả nỗi lòng tầm kinh, rồi thiên tu anh cầm nín nghẹn lời. À thật dù sao, tại sao nó mất một tình yêu đầy tội lỗi, yêu một người con người mà cha luôn thương mến yêu chiều. 17 năm trước cha đã cứu em trên sông Hoàng Hà sống dậy, gần gũi bao ngày anh ôm mắt một tình yêu. Em cứ vô tình làm anh đau đớn biết bao nhiêu, có lần anh gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung từ vỡ sơ sinh đã khác biệt tối buồn. Dạ xin dạ, xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời bà con cô bác cùng quý anh chị em Phật tử cùng thưởng thức một bài ca tân cổ. Bài hát được mang tên Sa Mưa Dông, một sáng tác của anh Kiệt, do giọng hát rất ngọt ngào của Trung Gian Giọng Cổ năm 2007. Ngọc Đời, một tràng pháo tay cho Ngọc Đời. Ngọc Đại xin gửi lời chào đến quý bà con cô bác, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt cuối đêm ngày, cây cột mẹ suối mái lá nghèo cũng đừng dồn xiêu. Dẫu mà tia nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại yeah.
đồng cha hai bữa cơm nghèo. Chén canh ca cấm câu trời xa mưa giông cho buồn lòng đứa con xa xa, giông có hương chi bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây. Một giọt nắng rơi đồng giữa vàng bầu, mong một chuyến đò ngang đôi đôi bờ cát trời, để mẹ đừng ngã nghiêng chân bước qua cầu. Cây cầu nhỏ dáng mình rung rung trong trong bầu. Trời xa mưa giông không một chuyến đò qua lại, cha con ở đâu sao mẹ vẫn chưa về. Nhà gió con xiêu gió lòng tư bề, cha vẫn chưa về còn dằm trong mưa lạnh.
Dạ, dạ xin mời. Nhìn vào tóc mẹ bùi ngùi ruột đau, mẹ ơi tóc trắng bay bay theo gió dương về gọi nhành mai trước sân nhà thay la. Nhìn dáng mẹ qua trong nắng chiều bóng ngã con chợt hiểu ra ngày con xa mẹ đã thêm gần. Dần ước mơ con trẻ là thời gian giấc chồng cho đời mẹ hiểu hôn. Còn được bao ngày mẹ sống bên con để xuân mang đến niềm vui tròn vẹn. Thời niên thiếu dại khờ bỗng chốc đi trôi qua, nhìn khoảng trời xa ngào lời giáo huấn. Con trẻ ngoan hiền đâu phải chịu đòn roi, con ơi tài đức trao dồi nghĩa anh bao đó vẹn. Thời trước sau nhà nghèo trong sạch thanh cao trái tim nhân ái, con nào dám loài gà kia còn biết dang đôi cánh rồng che chở cho con mình khi gặp trần bão giông. Và con chim từ ổ giữa mùa đông mổ thịt của mình nuôi con loài vật kia còn xấu nặng thâm tình. Nghe chuyện chim mà nhớ mẹ thương mình, nước mắt còn rơi trên vành môi thấm bằng. Ân nghĩa nào làm cay xé lòng con, tình đành từ ô khác chi đời. Sẽ rụng rơi qua đời con trẻ, có nhớ có thương con đi tìm mẹ đi khắp thế gian không tìm được bao người.
Vì mẹ của con chỉ có một trên đời, tiếng gọi thiên nhiên in sâu trong tiềm thức, mang theo suốt cuộc đời từ thuở mới nằm nuôi. Nếu biển rộng sóng dài không đo được công lao thì sánh làm sao lòng con. Không hay mình có phước, giàu nghèo cũng mẹ sinh ta cho tròn đạo hiếu thì ta nên người. Đã sinh ra ở trên đời hiếu thân là chứ làm đầu ai ơi. Mẹ cha mà khuất bóng rồi đường đời xuôi nước mòn. Võ Thành Phi xin cảm ơn rất nhiều. Ai mua trăng tôi bán trăng chua, trăng nằm trên cành liễu đời. Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò, mộng cầm ơi chẳng giờ mây vào trong bóng tối khi chuông khuya nước nở đổ liên hồi úp mặt vào tai chúa xót ngậm ngùi. Nàng muốn tiếng hỏi vì sao tôi không nói, tôi bảo rồi giờ còn chi nữa. Mộng cầm ơi, tôi đã quên
nàng sao nàng chẳng quên tôi, tiếc chi nữa một mảnh đời cô quạnh. Thôi hãy về đi kẻo sương khuya xuống lạnh, lạnh dần trắng và lạnh thâm giấy gầy. Một đêm trắng vợ cầm tay người yêu, tôi khẽ nói mong cầm nơi kịp dần trắng đã chờ. Anh sợ tình mình rồi cũng sẽ vỡ thôi, tình tan vỡ theo mùa trắng tàn úa thôi. Thế là tôi lỡ cô nhân rồi, đầu chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Đôi dòng chữ chơi mấy lời nhắn nhủ rung rung, tôi chiếc tên nàng ai mua trăng vàng tôi bán trăng cho. Yeah, Võ Thành Phê xin cảm ơn rất nhiều. Chân thành cảm ơn tiếng hát của Võ Thành Phê và xin cảm ơn những tình cảm thân thương mà bà con cô bác cũng như quý anh chị em Phật tử đã dành tặng cho Võ Thành Phê rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn.